ty cổ phần dược Nature Việt Nam được thành lập từ ngày 17 tháng 1 năm 2011 với tên đầu tiên là Công ty cổ phần dược Hồ Lưu Trương. Đến ngày 12 tháng 1 năm 2012, chính thức đổi tên là Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam và trụ sở chính đặt tại địa chỉ số 19, đường số 18, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chính thức được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới GMP WHO ngày 15 tháng 8 năm 2012. Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam hoạt động chính trong các lĩnh vực sản xuất thuốc đông dược, sản xuất thực phẩm chức năng từ nguyên liệu thảo dược, trà túi lọc, chiết xuất và tinh chế dược liệu với các dây chuyền viên nang mềm, dây chuyền thuốc nước, gói bột, v.v. Ngoài ra, công ty cổ phần dược Nature Việt Nam còn là nơi cung cấp các loại tinh dầu, nguyên liệu sản xuất trong ngành dược phẩm. Chúng tôi tự tin về đội ngũ cán bộ chuyên môn, các tiến sĩ, dược sĩ và đội ngũ lãnh đạo của công ty. Với nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường, đó là một trong những nhân tố khẳng định chất lượng sản phẩm và chiến lược phát triển của công ty. Chất lượng sản phẩm chính là tiêu chí hàng đầu mà công ty cổ phần dược Nature Việt Nam luôn hướng đến. Chúng tôi luôn luôn mong muốn đem lại những sản phẩm chất lượng, tin dùng, đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất, tối ưu nhất. Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam luôn nâng cao tinh thần sáng tạo trong công việc, thường xuyên đào tạo và hoàn thiện kiến thức chuyên môn cho toàn bộ nhân viên của công ty, nhằm tạo động lực cho sự phát triển, tư duy trong công việc. Ngoài ra, công ty cổ phần dược Nature Việt Nam còn khuyến khích ghi nhận sự sáng tạo của nhân viên thuộc mọi cấp bậc bằng nhiều hình thức khen thưởng khác nhau. Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam chúng tôi luôn là một tập thể đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động xã hội liên quan đến ngành và hoạt động sản xuất, gắn liền với việc bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam với sự nhiệt huyết của ban lãnh đạo cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động cam kết sẽ đem đến những sản phẩm chất lượng nhằm mang đến hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe của người tiêu dùng đã luôn quan tâm và tin tưởng công ty chúng tôi. Nature Pharma, tinh hoa thảo dược Việt.